tin vui cho nhà đầu tư, đặc biệt là những khách hàng chọn phân khúc bất động sản công nghiệp hoặc ven khu công nghiệp. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê tính đến 31 tháng 8, tổng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 20,52 tỷ USD, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong 8 tháng đầu năm, vốn ngoại giải ngân vào hoạt động kinh doanh bất động sản Việt Nam đạt 1,27 tỷ USD, gấp 2 lần cùng kỳ năm ngoái. Bốn phân khúc được đánh giá hưởng lợi nhiều nhất từ dòng vốn ngoại đó là bất động sản công nghiệp bán lẻ, văn phòng và nhà ở có 2.247 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký mới đạt gần 12 tỷ USD tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 2,7% về số vốn đăng ký trong đó hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2,4 tỷ USD gấp 5,1 lần cùng kỳ và chiếm gần 20% tổng vốn đăng ký cấp mới nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh vốn FDI đăng ký vào hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2,55 tỷ USD gấp 3,7 lần cùng kỳ và chiếm gần 14,4% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm bất động sản công nghiệp ven công nghiệp là thị trường được nhiều ông lớn để ý với lợi thế cơ cơ cấu dân số vàng, lực lượng lao động trẻ đông đảo và chi phí cạnh tranh so với nhiều nước trong khu vực. Việt Nam hiện có 33.000 ha khu công nghiệp cho thuê với tỷ lệ lấp đầy đạt 80%, nhu cầu cao và đặc biệt là khu vực phía Nam. Đây là tin vui cho nhà đầu tư, đặc biệt là những khách hàng chọn phân khúc bất động sản công nghiệp hoặc ven khu công nghiệp các bạn nhé.